Chào mọi người, mình là Huyền, mọi người hay gọi mình là Huyền Xin. Công việc của mình là stylist, nhưng ngoài ra mình có những cái công việc khác liên quan đến nghệ thuật. Trong một lần đi chơi cùng với bạn, dù đi chụp ảnh thôi, cho một cái quyển tạp chí thì nó là cái máu ở trong người rồi, kiểu thấy nhìn người mẫu thế này là ra chỉnh này, xong rồi phối đồ cho người mẫu các thứ, xong rồi sau đấy ra cái anh chụp ảnh, anh ấy bảo là ốp, sao bạn này bạn như thế này thế nọ, cho nên anh xin số điện thoại, và từ đấy trở đi là mình đã làm stylist từ đấy. Những cái yếu tố quan trọng đã gắn bó mình với cái lĩnh vực stylist thì đầu tiên mình nghĩ nó là đam mê. Đam mê ở đây là đam mê thời trang và cái đam mê cả cái công việc này. Thật ra nếu mọi người biết stylist là làm gì thì mọi người sẽ thấy cái công việc này nó khá là vất vả. Thế cho nên là để theo đuổi cái công việc này thì ngoài các cái yếu tố về năng khiếu này, về đam mê thì mình cũng phải có cái tình yêu, lòng nhiệt huyết với nó. Mình là một người rất yêu thích cái chất liệu truyền thống dân gian, cho nên các cái yếu tố đời thường ấy thì nó xuất hiện rất nhiều trong cái các cái sáng tạo nghệ thuật của mình. Mọi người đừng nghĩ nó nghệ thuật nó là một cái gì đấy nó quá là cao siêu, thực ra nó là những thứ rất là đời thường trong cuộc sống hàng ngày. Mình có thể quan sát từ thiên nhiên, từ cây cỏ, từ cuộc sống của những người xung quanh mình, và từ đấy mình tạo ra được những cái tác phẩm của riêng mình. Có một cái câu này mình rất là thích là nếu còn 2 ổ bánh mì thì mình sẽ bán 1 ổ để mua hoa. Đấy là cái câu mà mình rất là thích và nó vẫn là theo mình trong cuộc sống hàng ngày. Sau một cái ngày làm việc mệt mỏi ấy, ngủ dậy, nếu mà khi bạn thức dậy bạn thấy một cái bình hoa ở trên bàn ấy, nó gợi cho mình rất nhiều cái năng lượng tích cực, và nhìn cái bông hoa nó cười với mình như đón chào một ngày mới thì không có gì tuyệt vời hơn cái điều đấy nữa. Đầu tiên thì mình sẽ phải đi sâu vào bản thân mình. Khi đi sâu vào bản thân mình, lắng nghe bản thân mình thì mình mới biết được rằng là cái gì là cái mà mình làm mình tự tin nhất, làm mình thấy hạnh phúc nhất. Và cái điều đấy nó khi mà bạn thấu hiểu được mình rồi thì bạn sẽ thấy mình như một cái bông hoa rạng rỡ giữa cuộc đời.